Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series trốn tìm thì có rất nhiều bạn đã yêu cầu mấy em chúng tôi thực hiện thử thách trốn tìm ở chợ. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt ở chợ các bạn nhá. Chợ gần quê tôi. Cái chỗ này là chợ huyện các bạn này. Và ngày hôm nay là tôi sẽ dành cho mọi người 10 phút để đi trốn và tôi sẽ có 30 phút để đi tìm. Và ngày hôm nay sẽ có 4 người chơi nhé: Phương Ngũ Côn, em Tâm, Phương Ngũ Phòng và em Hiếu Tồ Tề. Đấy, luật chơi thì mọi người trốn đâu thì trốn nhá, nhưng mà không được nhảy vào gian hàng của người ta. Trốn tìm ở chợ thì khác, thì bảo anh Ngọt đưa tiền cho tôi để tôi đi trốn, đúng không các bạn? Tôi chỉ tìm chỗ nào nhiều hoa quả tôi giúp thôi các bạn nhé. Kèo này tôi ăn chặt. Trốn tìm ở chợ thì tôi đã có 15 kinh nghiệm là bảo kê cái chợ này các bạn ơi. Thì hôm nay thật chứ chỗ nào thì tôi cũng biết rồi, chỗ nào tôi cũng trốn được rồi. Hôm nay tôi sẽ ăn chặt kèo này nhá. Chợ thì các bạn biết rồi đấy, rất là nhiều đồ đạc, rất là nhiều chỗ trốn các bạn ạ. Thì tôi nghĩ bác Ngọt hôm nay 30 phút không thể nào mà tìm thấy được hết tất cả mọi người. Nhưng mà hy vọng trong số đó có tôi nhá các bạn nhá. Tôi thì làm cùng bọn anh Phòng đấy, nhưng mà tôi làm về bảo vệ nhá. Khu này một mình tôi cai quản chỗ này bao nhiêu năm rồi, hôm nay tôi ăn chặt. Thì tôi đã tìm thấy một cái vị trí rất chi là thích hợp nhá. Thì ngày xưa thì tôi cũng đã có kinh nghiệm là bán chè các loại rồi. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ cho tôi nhá. Còn bây giờ thì tôi cứ giúp vào trong này. An tọa, tôi đố anh Ngọt tìm thấy tôi nhá. Kéo này tôi không ăn thì ai ăn. Sau một thời gian tôi đi vùng quanh chợ để tôi tìm kiếm chỗ lấp các bạn ạ. Thì tôi thấy cái chỗ này này là chỗ nguy hiểm, nhưng mà nó gắn liền với chỗ an toàn nhá các bạn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ áp người vào trong đây. Thì tôi hy vọng anh Ngọt đi đây hoặc đi ra mé kia thì anh Ngọt sẽ không để ý một cái chỗ đơn giản như thế này, thì tôi nhất định sẽ chiến thắng các bạn nhé. Thì hôm nay là trốn tìm ở chợ thì mấy thằng kia nó ngu lắm các bạn ơi. Nó toàn là trung tâm chợ, nó trốn vào mấy cái bạt hàng của tôi. Thì tôi sẽ đi xa xa chợ một chút nhé các bạn ơi. Đây, tôi thấy có cái cánh cửa này này. Bây giờ tôi sẽ chui vào đây nhé. Thì hy vọng là bác Ngọt không để ý ở đây thì tôi ăn không gì các bạn. Hôm nay thử thách trốn tìm ở ngoài chợ các bạn ơi. Thì sau một thời gian tôi đi truy lùng chỗ trốn thì tôi đã thấy một cái cửa hàng quán rất là thích hợp nhá. Thì tôi ở chỗ này nó có một cái khe, tôi sẽ ngồi trong đây nhá. Thì ngồi đây thì bác Ngọt có mà tìm sáng mai. Trong đây thời tiết nó khác gì một giờ đêm đâu. À, các bạn ơi, như vậy là thời gian 10 phút dành cho mọi người đi trốn đã hết. Bây giờ tôi sẽ có 30 phút để đi tìm. Thì ngày hôm nay là thử thách trốn tìm ở chợ các bạn ạ. Thì tầm này là đang tầm lúc 1 giờ chiều nhá. Thì tất cả các hàng quán đây người ta đã đóng cửa và người ta đi về hết rồi. Chỉ đã tí một lúc nữa là người ta sẽ ra. Bởi vì chúng tôi như thế chúng tôi sẽ tranh thủ để quay video thì nó sẽ đỡ ồn hơn các bạn nhá. Và tôi sẽ tìm dễ hơn. Và cái chợ này thì thật sự nó rất là rộng các bạn ạ. Và tôi chỉ có 30 phút để đi tìm thôi. Đấy, thì thử thách ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ được trốn ở trong chợ và tất cả các cái kiosk ở ngoài kia thì sẽ không được phép trốn nhá các bạn nhá. Và không được chui vào trong tất cả các hàng quán, ví dụ như cái cửa hàng bán đồ điện kia ấy cũng không được rút vào trong đấy. Rút vào trong đấy thì rất là khó tìm đấy, bởi vì tôi chỉ có 30 phút để đi tìm. Giờ tôi sẽ bắt đầu tìm nhé các bạn nhé. Thì tôi cứ tìm hết ở khu giữa chợ này rồi tôi bắt đầu đi tìm ở xung quanh này các bạn nhé, để xem là có ông nào giúp không. Đấy, ở đây thì có một cái đống rất là đây kiểu như là đống phế liệu của người ta để người ta mang đi bán ấy. Đó, để xem là có ông nào trốn không. Ở đây là xung quanh cái ô tô thì tôi nghĩ là chắc cũng không có ông nào trốn được gầm ô tô đâu các bạn. Đó, đây thì cũng không có rồi các bạn nhá. Vừa nãy thì anh em chúng tôi đi vào chợ thì tôi đã để ý mắt của anh Côn lảo đảo để tìm một số vị trí thích hợp. Tôi nghĩ là anh Côn định mở quán ăn, quán bún đậu hay là quán phở gì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Côn sẽ mở quán hàng ở bên này. Nhưng mà tôi chỉ lo cho anh Côn là anh Côn bẩn mà. Người mà bẩn thì chắc chắn là quán nó cũng bẩn rồi. Tôi nghĩ là sẽ là không có khách vào ăn đâu. Ấy cả đời ấy. Các bạn tiếp tục đến vị trí này các bạn nhá. Ở đây thì có mấy cái con mannequin. Thì ví dụ video này hôm nay mà được nhiều like thì video sau thì chúng tôi sẽ làm thử thách ngụy trang ở chợ. Đấy các bạn, ngụy trang ở chợ thì có rất nhiều người. Thì như thế là tìm nó sẽ khó hơn các bạn nhé. Ở đây không biết là những cái đồ gì các bạn đây. Ở đây thì không phải là hàng hóa của người ta nhé. Thì đây là toàn những cái đồ kiểu như là toàn thùng như cả chậu thôi. Đấy, ở đây thì tôi nghĩ chắc cũng không có à. Toàn bìa cát tông thôi. Thật sự là 30 phút để mà tìm được hết cái chợ này thì không phải đơn giản. Quá là khó, không biết có ông nào giúp à. Gặp mô tô không. Đây thì tôi nghĩ là cũng sẽ không có rồi.
Tôi sẽ lại tiếp tục sang di chuyển sang vị trí khác các bạn nhé. Thì tôi nói là thời gian của ông Ngọt đi tìm có 30 phút thôi các bạn ạ. Thì ở cái chợ này tuy rằng nó không to như cái chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân nữa đấy, nhưng mà tôi nghĩ là khả năng là bác Ngọt tìm thấy chúng tôi là rất là thấp các bạn ạ. Vì ở đây rất nhiều đồ đạc, nếu bác Ngọt đi lật loại các mọi thứ ở đây rồi thì cũng không đủ thời gian để tìm ra chúng tôi đâu. Các bạn tiếp tục là sang vị trí này các bạn nhé. Ở đây thì cũng có một cái ô tô tải các bạn, không biết là có người giúp không. Đấy thì tôi nghĩ là thử thách ngày hôm nay là mọi người sẽ trốn ở những cái hàng kiểu như này này. Đó. Ở đây thì giúp ở đây thì tôi nghĩ là chắc cũng không có. Ở đây thì là cái hàng chuối của người ta các bạn này. Nhưng mà chúng tôi tất cả những cái hàng nào mà đang bán thì chúng tôi sẽ không chui vào như vậy nhá, để tránh làm ảnh hưởng đến công việc buôn bán của người ta hoặc làm hỏng hết hàng hóa của người ta ấy các bạn ơi. Ở đây thì rất là nhiều thùng đồ rồi các bạn. Ui. Ở đây rất là nhiều thùng cát tông, khả năng hôm nào tôi sang đây tôi hỏi một ít thùng cát tông về để tôi sẽ làm clip các bạn. Đó, ở đây rất nhiều thùng nhá. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, đây là người ta đã đậy chắc chắn, rất là chắc chắn rồi này các bạn ơi. Ví dụ ông nào mà trốn thì không thể nào mà tự đậy được như thế này. Thì tôi nghĩ là sẽ cái khu này là sẽ không có người đâu. Cái chỗ nào mà có thể tự đậy được thì nó khác ngay. Đây thì không có, tôi sẽ tiếp tục di chuyển xong. Trốn ở chợ này ấy, thì rất chi là nhiều gian hàng người ta chỉ đậy sơ sơ qua thôi ấy, để trưa người ta về nghỉ ấy. Thì là bọn tôi cũng không dám chui vào trong những cái gian hàng đấy để trốn đi các bạn. Thì tôi sợ lát hết tiếc hết hoa quả nhà người ta ấy. Thì người ta ra lại mắng, người ta ra lại chửi, người ta lại bắt đền bắt Ngọt. Tôi thấy tội bắt Ngọt thôi. Nếu mà để mà tôi mà nhiều nhiều lên tí, tôi nhảy vào gian hàng đấy, tôi lấp thì bao nhiêu hoa quả ấy là tôi đánh cho sạch các bạn ạ. Ngon các bạn, vừa được no nữa các bạn ơi. Các bạn tiếp tục là sang đến vị trí này các bạn nhá. Đó, ở đây thì là cái gì đây? Ui, các bạn ơi, ở đây như là cái nguồn điện với cả nguồn nước của cấp cho cái chợ này. Ở đây tôi nghĩ là cũng sẽ không có ông nào chui được vào đây đâu. Đấy, vì là cái điện nó cũng rất là nguy hiểm. Và chỗ này thì nó cũng khóa cửa rồi các bạn nhé. Đến cái khu hàng hoàng những cái hàng quán của người ta này các bạn ơi. À, không biết ở đây là có người trốn không, tôi vẫn phải đi tìm các bạn nhé. Xung quanh đây thì ở đây có một cái hòm, nhưng mà cái hòm này thì lại đóng xung quanh rồi, thì tôi nghĩ là sẽ không có ông nào chui được vào đâu. À, các bạn cấm ăn cắp xỉ than. Đấy, như ở đây là có xỉ than để người ta bán hay sao, không biết để hay là để làm gì. Thôi thì đây thì chắc là không có, tôi sẽ xoay chuyển sang vị trí khác nhé. Các bạn này, thì ở đây mọi người cũng để rất nhiều gọi là giường chiếu ở đây nhá. Tôi lại sợ anh Phòng là ra quán tạp hóa mua ít ống xi lanh về đây làm trích ở trong đây thì dở luôn đấy. Thôi anh Phòng ơi, nghiện là dở rồi, bỏ đi anh Phòng ơi. Ở đây có một cái hàng chè di động các bạn này. Chè thập cẩm, không biết là ở đây có người trốn không. Tôi nghĩ là ở đây mấy cái bóng kính này, ở đây có toàn có quạt với cả ổ điện thôi. Đây thì tôi nghĩ chắc là cũng không có. Nhưng mà những cái bạt này thì tôi nghĩ là cũng dễ có ông trốn lắm các bạn. Anh ạ. Ôi các bạn ơi, anh như đây là đây có người, có người rồi. Các bạn ơi, đúng như tôi dự đoán các bạn ơi, đây là người đầu tiên bị bắt là em Tâm nhá. Rồi Tâm ơi, các em trốn giúp cái loại đơn giản đi em. Anh ơi, nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà cũng khó phết đấy. Nó đỡ ấy à, nhìn nó đơn giản nhưng lại dễ bị bắt à. Rồi các bạn ơi, như vậy là thời gian là hết 7 phút thì là tôi đã bắt được Tâm nhá. Rồi Tâm ơi, em trốn hơi tù tè đấy. Rồi giờ tôi sẽ tiếp tục đi tìm người thứ hai đấy các bạn nhá. Thì hôm nay là bác Ngọt có 30 phút để đi tìm các bạn ơi. Thì cái chợ này nó cũng rộng thì cũng không rộng, mà hẹp nó cũng không hẹp các bạn ạ. Nhưng mà anh em tôi rất có ý thức nhé các bạn nhé. Chợ thì hàng quán thì nó vẫn bày ra rất là nhiều ấy. Thì anh em tôi trốn chỗ nào cũng được nhé. Nhưng mà không thể nào mà làm ảnh hưởng đến hàng hóa của người ta các bạn. Vì anh em tôi là những con người có ý thức mà ý thức tốt luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy là thời gian đã trôi hết 7 phút thì tôi đã bắt được em Tâm các bạn nhé. Thì là hai cái dọc ở bên đường này thì nói chung là cũng rất là khó trốn các bạn, bởi vì dọc đây thì người ta đóng cửa hết đi. Đấy, thì những cái đoạn như này thì các bạn bảo bây giờ trốn làm sao được. Và đấy, và đây là những cái hàng quán này thì đây là toàn những hàng mã thôi, thì không thể nào mà trốn được. À, gì ở đây thì nó là một mặt phẳng như này nhá, cái này nhìn phát là lộ ngay, không thể nào trốn được.
Đó, thì giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển về phía đằng này các bạn. Hy vọng ngày hôm nay 30 phút tôi phải bắt được hết tất cả mọi người. Thì tôi vừa lấp ở đây ấy, thì tôi thấy anh Hiếu đi ra mấy cái sạp hoa quả các bạn ạ. Đúng là cái tính tắt mắt nó vẫn đi theo con người các bạn ạ. Không biết là tí nữa cửa vào hoa quả ấy, nó có mất mát gì không, hay là bị chủ quán nó đánh đuổi ra thì lại khổ các bạn nhớ ạ. Đừng tắt mắt thế, lừa bại quá. Các bạn tiếp tục vào đến vị trí này các bạn nhé. Ở đây thì tôi thấy có mấy cái quán này kiểu như là người ta bán bún ở đây này. Ngày xưa là lúc tôi học cấp 3 ở đây là thì cũng thỉnh thoảng chuyên vào đây ăn bún ở chợ các bạn. Ngày xưa thì làm gì có tiền đâu, toàn ăn bún ở chợ thôi. Đó, đây thì cũng không có các bạn ơi. Không biết trên đầu này có ông nào giúp vào đây không. À đây cái này thì nó bị bịt kín rồi. Thì đây thì cũng không có các bạn ơi. Thử thách ngày hôm nay thật sự cũng rất là khó các bạn ơi. Để tìm được hết 4 người ở cái chợ này thì mới thời gian 30 phút không phải là đơn giản các bạn. Tôi không hiểu tại sao thằng Phòng nó lại có ước mơ người bán thịt lợn các bạn ạ. Bán thịt lợn thì có cái gì đâu đúng không các bạn. Mở gian hàng cái là xong. Tôi ấy, sau này ấy, tôi phải là người bán mổ gà, thịt gà. Nó mới đẳng cấp nhé các bạn nhé. Bán thịt lợn không ăn thua đúng không các bạn. Phải đẳng cấp như tôi ấy. Các bạn hãy tiếp tục đến với vị trí này các bạn nhé. Ở đây thì là chỗ này là hàng bánh rán với bánh cuốn các bạn. Sáng ra là tôi thỉnh thoảng hay đi mua đồ về cho trẻ con là tôi ăn lắm các bạn ơi. Chỗ này tôi cũng rất là nghi ngờ. À đây không có các bạn. Ở đây chỉ có xoong lồi, bát chảo, đĩa. Nói chung là cũng rất là nhiều nhé. Ở đây thì cũng không có. Hey, khó phết đấy các bạn ơi. Ui các bạn ơi. Ở cái chỗ này này, cả một khu này thì bây giờ mà tìm ở đây thì rất là khó đấy các bạn nhá. Thôi nhưng không sao, thời gian vẫn còn nhiều, tôi sẽ phải cố gắng bắt hết. Đó. Ở đây thì cũng không có. Thì vừa nãy thì tôi có để ý anh Côn ý các bạn. Thế nào để ra tâm sự với em bán cá các bạn. Chị đấy cũng chắc thì tầm 40 thôi. Nhưng mà được cái trắng trẻo xinh gái. Chắc là anh Côn định bỏ em Thanh Hóa đi theo em bán cá rồi các bạn ạ. Vì theo bán cá vừa được ăn này, vừa được tiền cũng vừa được dí. Các bạn đang đi tìm này chẳng may mà sờ vào cái bẫy chuột nhỉ. Nên là ăn rái luôn đấy. Ở đây thì không có, căn bản là gây người ta bịt cũng rất là chắc rồi. Như thế này nhá các bạn ơi, những cái vị trí như này mà người ta chèn gạch ở đây rồi thì không thể làm mà trốn được. Căn bản là đi trốn một mình, trừ khi là có ông ngụy trang hộ thì may ra thoát thôi. Chứ còn là tự mình mà đi trốn thì rất là khó các bạn. Thì hôm nay vẫn có 4 người chơi các bạn ơi. Thì có tôi này, có Hiếu, có Phòng, có Tâm thì các bạn ơi. Tôi không bao giờ đánh giá cao thằng Hiếu các bạn ạ. Thì hôm nay tôi đoán thằng Hiếu là thằng bị bắt đầu tiên nhé các bạn nhé. Tiếp tục vào đến với gian hàng này các bạn nhé. Ở đây thì có rất nhiều gian hàng các bạn ạ. Nhưng mà cứ chỗ nào mà nghi ngờ là tôi sẽ sọc vào thôi bạn ơi. Ở đây thì là người ta bán mã này. Các bạn ơi, thế như tôi thấy bọn họ đang phân tích, đang đi tìm ra đây rồi các bạn ơi. Tôi phải chụp cái bát vào đây. Dưới bên kia đó. Các bạn ơi, ở trong những khe gian hàng như này tôi cũng rất là nghi ngờ nhé. Ở đây thì không thể nào trèo lên. Người ta ở đây đã đậy sẵn như này thì rất là kỹ như này rồi thì chúng tôi sẽ không lật lên những các bạn nhá, không làm ảnh hưởng đến hàng hóa của người ta các bạn ạ. Ở chợ này chưa đến thì người ta vẫn để hàng hóa ở đây các bạn ạ. Thì thằng Phòng nó rất thích ăn thịt chó nhá các bạn ạ. Vừa tôi đã thấy nó quanh quẩn ở cái sạp thịt chó, hình như là đã bóc 1-2 túi đút túi quần mình gì. Phòng ơi, tôi đừng nghĩ em ơi. Người ta đánh giá cho đấy em ơi. Các bạn tiếp tục đến với gian hàng này các bạn nhá. Ở đây thì cũng là hàng mã. Ở mấy cái chỗ này là toàn hàng mã các bạn. Chỗ này tôi cũng rất là nghi ngờ. Nhưng người ta đậy rất là kỹ các bạn ạ. Thì là chúng tôi khi mà chơi đây rồi thì chỉ những cái chỗ nào có thể chui được vào thì hãy chui, chứ không làm ảnh hưởng đến đồ đạc của người ta các bạn. Đấy, ở đây thì tôi nghĩ cũng không có rồi. Trong mấy anh em đi trốn tìm ở chỗ khu chợ này ấy, tôi chỉ ngại cho mỗi yên tâm thôi. Người thì cao, mặt thì hóp, mắt thì thâm, môi thì thâm như dái luôn các bạn ạ. Sợ người ta lại tưởng lúc vào ăn trộm cắp này, thôi đánh cho lại gãy chân không có đường về nhà. Tôi không anh em nào ra bế nó về được đâu các bạn nhé. Tôi sợ lắm các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì có 4 người chơi các bạn nhé. Côn này, Phòng này, Hiếu và em Tâm. Đấy, trong khi đó thì em Tâm thì đã bị xích đầu rồi. Ở cái vị trí này thì tôi nghĩ là chắc cũng không có này. À đây là cái gian hàng chuối của người ta, hoa quả.
những cái chỗ đầu hàng mã này không thể trèo lên được. Nếu mà trèo lên phát là bị lát ngay. Lát ngay là đền ngay các bạn ơi. Đó. Đây cũng là toàn đồ hàng mã thôi. Không biết đây có người không. Ô, các bạn ơi. Đây rồi. Rồi. Các bạn ơi. Ôi. Thật sự là trốn tìm một chợ ấy lắm thật các bạn. Như vậy là người tiếp theo bị bắt là Phòng nhá. Phòng à. Phòng ơi, hôm nay trốn đơn giản đấy hả? Thì ở đây chỉ có lấp vào những cái bạt này thôi chứ lấp vào đâu được. Chẳng nhẽ đi lấp vào mấy quán quần áo kìa. Rồi, thì lấp vào chui vào trong mấy cái quán quần áo kia bị phạm luật các bạn nhá. Như vậy là Phòng là người bị bắt tiếp theo nhá các bạn nhá. Giờ tôi sẽ đi tìm người thứ ba. Đang nói dở thằng Phòng tôi cứ buồn cười các bạn ạ. Rất là thích ăn thịt chó nhưng mà không chấm được mắm tôm các bạn ạ. Không chấm được mắm tôm nhưng mà vẫn ăn rượu mận. Các bạn biết không? Rượu mận mà không có mắm tôm thì làm sao mà thành rượu mận được, đúng không? Thế mà vẫn ăn rượu mận. Thằng Phòng đúng là thằng kỳ cục thật. Ở các bạn ơi, như vậy là tôi đã tìm hết cái lửa cái chợ này ra thì là đã bắt được hai người. Như vậy là thời gian đã trôi hết 15 phút nhá các bạn nhá. Như vậy là gian hàng đầu bên kia tôi đã tìm hết rồi. Giờ tiếp tục vào sang gian hàng bên này. Bên này thì là chỉ có rau và cá thôi. Đấy, ông nào thích ăn rau, ăn cá thì trốn ở bên này. Còn ông nào thích về đồ hàng mã hoặc những đồ ăn vặt thì ở bên kia nhá các bạn nhá. Đấy, thì là không biết ở bên này là có ông nào trốn hay không. Hy vọng là thời gian còn 15 phút nữa. Đây các bạn ơi, chỗ này tôi thấy nó phồng phồng lên các bạn này. Không phải đây là cái túi bóng các bạn ạ. Cứ chỗ nào mà cảm giác là đậy phồng lên là tôi sẽ vào tôi tìm nhá các bạn nhá. Không biết là đây là có người trốn không. Cũng thật sự rất là khó. Bên này nó cũng còn rộng hơn cả bên kia các bạn ơi. Đấy, mấy cái gian hàng này là tôi khuyên anh Côn rồi các bạn ạ. Đi bao nhiêu lần đi sang làng khác để chơi trò chơi ấy, đã bị tí đánh nhầm bao nhiêu lần rồi. Tôi thấy sợ lắm rồi. Tôi đi với anh Côn ấy. Nhưng các bạn ơi, các bạn khuyên hộ tôi anh Côn bảo đổi xe đi nhá. Chứ không cứ tình hình mà cứ đi x như này thì đi x thì người nó trắng, nó sạch sẽ nó không sao. Người vừa đen vừa bẩn đi x nữa thì không khác gì mấy thằng trộm chó. Tôi nhiều khi cũng bị đánh oan đấy các bạn ạ. Các bạn khuyên hộ tôi anh Côn một tí nhá các bạn nhá. Các bạn tiếp tục vào đến cái đoạn này nhá các bạn nhá. Ở đây thì tôi không biết ở dưới này là có cái gì. Nhưng mà đây không có, đây kiểu như là cái giường của người ta ngủ ấy các bạn. Chỗ ngủ của người ta thì cũng không có các bạn nhá. Tí nữa thì tôi sẽ tìm ở dọc ở bên này các bạn ơi. Nhưng mà dọc đây thì nó không có chỗ trốn mấy. Thì tôi nghĩ là mấy người chơi cũng không phải là những người ngu đâu. Thì chắc chắn là mấy người chơi sẽ không trốn ở cái khu vực bên này. Trốn vực đây thì không có cái gì che đậy nên người thì rất là dễ bị bắt nhá các bạn nhá. Nói chung là ở đây thì tôi nghĩ là như thế này thì không thể nào trốn được các bạn. Gạch vẫn nguyên nhá. Đấy, nếu như chỗ nào mà phồng lên mà không có gạch chẹn bên ngoài, không có cái vật gì chẹn bên ngoài thì chứng tỏ là sẽ có người trốn rồi. Cả thằng Hiếu thì tôi thấy đang quanh quẩn ở cái sạp hoa quả các bạn. Sạp hoa quả quanh quẩn ở đấy đấy các bạn ơi. Chốc mà các bạn ra xem, chốc thả nào hai túi quần cũng đầy đúng đụng, thậm chí là nhét vào cả quần xịt các bạn ạ. Đây là toàn thấy là thịt lợn, thịt gà, thịt mèo, thịt chó, thịt lươn. Đây thì tôi nghĩ là nếu mà trốn thì chỉ trốn ở mấy cái hàng rau kia thôi. Bởi vì là chỗ đấy nó có chỗ che đậy. Chứ còn tôi nghĩ là ở đây thì toàn những cái gậy như thế này hoặc những cái bàn như thế này thì tôi nghĩ là chắc cũng không thể nào mà trốn được các bạn nhé. Đấy, ở đây thì chỗ này cũng che đậy rất là kỹ này thì đã trốn đây rồi thì không thể nào che đậy được. Đó. Thì không có các bạn nhá. Dạo gần đây thì tôi lại để ý đến thằng Phòng rồi các bạn ạ. Tối đến là cứ 10 giờ đêm là mượn sang anh Côn, mượn xe X của anh Côn. Đằng sau yên xe lại có cái thòng lọng các bạn ạ. Không biết nó làm cái nghề gì các bạn ạ. Tháng cũng vỏn vẹn khoảng độ đôi ba chục thôi các bạn ạ. Nhưng mà nó nhanh giàu ấy các bạn ạ. Thì các bạn biết nó làm nghề gì thì comment xuống dưới video cho tôi biết nhá các bạn nhá. Dạo này nó kiếm ăn quá. Các bạn tiếp tục vào đến gian hàng cá này nhá. Có khi nào mấy ông ấy lại giúp mấy cái hàng cá này không nhỉ? Đây là cái máy sục oxy của người ta để cho cá đỡ chết đi. Đấy, tầm trưa này khi mà người ta về thì vẫn phải sục cá để cho cá đỡ chết. Chứ bây giờ mà chết một con cá này thiệt hại bao tiền các bạn ơi. Ở đây thì cũng không có rồi. Đấy. Thì nói chung là luật chơi của chúng tôi thì là làm sao để nó không được ảnh hưởng đến tất cả các cái gian hàng của người ta các bạn ơi. Ở đây thì không biết là có không cái chỗ này phòng. Ở đây thì người ta đậy rất rất chắc, rất kỹ các bạn nhé.
Nó trốn thì may ra trốn ở giày. À thì đây là hàng rau rồi các bạn ơi. Tôi nghe thấy anh Ngọt đang phân tích ở mé đằng kia rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ rút vào trong này, không thì lộ luôn bác Ngọt lại bắt tôi nhá các bạn nhá. Và tiếp tục vào đến cái sạp này các bạn nhá. Ở đây thì là toàn là rau thôi các bạn ơi. Đấy thì ở đây người ta cũng che đậy rất là kỹ. Không biết là có ông nào giúp vào trong những cái gập này không. Tôi nghĩ là ngày hôm nay mọi người trốn là chỉ có đặt những cái bạt này lên này các bạn ơi. Đó. Ở đây thì cũng không có, thật sự cũng rất là khó các bạn nhá. Để mà tìm được thời gian 30 phút thì ui. Ui các bạn ơi. Ông nào mặc cái quần thì thò cái quần này ra này. Lỗ thủng. Ô lỗ thủng này mình không để ý này. Hiếu ơi mày đừng làm anh một cười. Thật em không để ý luôn. Rồi các bạn ơi, như vậy người tiếp theo bị bắt là em Hiếu tồ tè nhá. Hiếu ơi. Không mày tù thế. Không phải là tù đâu, em không để ý thấy mấy cái này nó thủng này. Rồi các bạn ơi. Em dí thẳng vào đây anh làm sao mà để ý được, nó phồng phồng ra như nhau nhìn thế như là nhau anh ra. Mày trốn ở cái sạp mà bán rau à? Bán rau định làm mấy gói rau về à, nhưng không giống gì đấy. Không. Giấu về tí nữa ra người ta. Rồi các bạn ơi, như vậy là người tiếp theo bị bắt là em Hiếu nhá các bạn nhá. Giờ tôi sẽ đi tìm Phương Hữu Côn. Thì còn Tâm thì hình như tâm sự với tôi cứ thích đi bán hàng rong, bán kẹo kéo ấy các bạn này. Bán loa kẹo kéo loa ấy. Thằng này, Tâm ơi đừng. Thế em về chợ em bán rau bán bún thì còn được nhiều tiền hơn ấy. Em ơi bán kẹo kéo. Anh biết rồi, không được bao nhiêu đâu. Và các bạn ơi, như vậy là thời gian đã trôi hết 22 phút rồi nha các bạn nhá. Thì tôi đã bắt được 3 người. Bắt được em Tâm, bắt được em Phòng và bắt được em Hiếu. Thì là tất cả các cái sạp hoa quả, sạp bán hàng ở đầu này thì tôi đã tìm hết nhá. Giờ tiếp theo là tôi sẽ tìm ở đến những cái khu vực ở xung quanh rìa các bạn ơi. Đấy. Ở rìa đây thì thực sự nó cũng rất là ít chỗ trốn và nó có nhiều cái ngách như này. Thì tôi tìm nó cũng đơn giản thôi. Hy vọng là ngày hôm nay là thời gian còn 6 hoặc 7 phút nữa thì tôi sẽ cố gắng bắt được lốt Phương Côn các bạn nhá. Trong này thì tôi nghĩ là cũng không có đâu. Đấy, nó chỉ có một đoạn ngắn này thôi và nó chỉ có mấy rạch các bạn ạ. Thì tầm này là đang tầm 1 giờ các bạn ạ. 1 giờ thì chợ ấy người ta đi về hết rồi các bạn ơi. Thì bác Ngọt tìm cũng dễ. Ví dụ mà để tầm 4 giờ chợ nó mở cửa thì căn bản là người ta đi chợ búa nhiều ấy. Thì tôi khẳng định với các bạn là bác Ngọt không tìm thấy ai thật. Nhưng mà dạo này bác Ngọt đang làm nhà các bạn ạ. Toàn chơi cái map giấy để bắt hết được tất cả mọi người để đỡ phải mất tiền thưởng thôi các bạn. Và tiếp tục đến vị trí này các bạn nhá. Ở đây thì cũng có rất nhiều cái sạp bán quần áo thời trang các bạn. Đây, rất nhiều shop các bạn nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ chia ra nhiều rạch như này. Thì tôi sẽ phải cố gắng trong vòng 6 phút nữa thì phải tìm được hết những tất cả cái sạp này thì may có cơ hội. Mà không biết là Côn nó trốn ở những cái rạch như này hay là trốn về đầu kia. Đó. Ở trong những cái thùng rác này không biết là có người không. Ở đây thì không có. Tôi vẫn nghi ngờ là trong những cái cánh cửa kiểu như này này là có người trốn các bạn này. Không biết đây là có không. Côn thì vẫn là mệnh danh là vua trốn tìm các bạn này. Nhưng mà vua trốn tìm thì chỉ ngày xưa các bạn ạ. Ngày xưa là Côn mạnh thật. Nhưng bây giờ già cả yếu ớt rồi. Giờ thì tôi thấy chiến thắng cũng rất là ít các bạn nhé. Tôi sẽ tiếp tục sang vị trí khác. May mắn cho các tiệm hoa quả các bạn ạ. Mà may mắn là vì sao? Vì không có tới ở đây các bạn ạ. Tới nó mà ở đây thì tôi nghĩ các sạp hoa quả này khổ thân các bạn. Giấm bẹp hết sạp hoa quả ở túi quần, quần xịt tiếp rồi nhét đầy vào người. Các bạn tiếp tục đến với gian hàng này các bạn nhá. Đấy, ở đây thì cũng có rất là nhiều nhưng mà cái trong cái vị trí này thì nó lại hơi tối. Hình ảnh mà nó không được rõ nét thì các bạn thông cảm nhé các bạn nhé. Ở đây thì nói chung là luật chơi của chúng tôi là sẽ không được đi vào trong tất cả các cái shop hoặc tất cả cái gian hàng như này nhé. Không được trốn bên trong, chỉ được trốn ở bên ngoài hoặc ở ngoài rìa thôi. Chứ không được trốn hẳn ở bên trong. Hẳn ở bên trong như thế là phạm quy. Đấy, lại thông ra chỗ này nhé. Như vậy ở đây thì không có người đâu. Tôi sẽ tiếp tục di chuyển. Đang nói dở thằng Phòng tôi cứ buồn cười các bạn ạ. Rất là thích ăn thịt chó nhưng mà không chấm được mắm tôm các bạn ạ. Không chấm được mắm tôm nhưng mà vẫn ăn rượu mận. Các bạn biết không? Rượu mận mà không có mắm tôm thì làm sao mà thành rượu mận được, đúng không? Thế mà vẫn ăn rượu mận. À, còn nốt vị trí cuối cùng, con đường cuối cùng các bạn ơi. Ở đây thì là người ta đã che hàng hóa vào rồi như này nhá. Thì tôi nghĩ là nếu mà trốn đây thì cũng rất là nguy hiểm. Căn bản là trốn ở đây thì người ta tưởng trộm cắp ở đây thì
cũng rất là sợ. Tôi đang nghe thấy tiếng bác Ngọt phân tích rồi các bạn ơi. Thì khả năng lần này tôi oảng ngồi các bạn ơi. Thế là tôi nghĩ là chắc cũng chả có ai dám trốn ở vị trí như này đâu. Đây thì kiểu như là shop thời trang của người ta ấy. Đó. Không biết trong cái cửa này có người không. Ôi đây rồi các bạn ơi. Như vậy người tiếp theo bắt là Phương Hô Côn nhá các bạn ơi. Ủa 28:53. Tí nữa thì thoát các bạn, tí nữa thì được tiền. Còn là như vậy là người tiếp theo bị bắt là Phương Côn. Ui, trốn đây toát hay mồ hôi. Côn trốn tận ở góc đằng này khó thật. Sau cái tấm tôn nó giả toát mồ hôi. Các bạn là hôm nay là tôi nghĩ là mọi người trốn ở trong chợ chỉ trốn ở cái khu đằng hoa quả với cả sạp bán thịt lợn, thịt mèo kia thôi mà. Trốn tận mấy cái shop này. Đói, như vậy là ngày hôm nay là trong vòng 30 phút tôi đã bắt được 4 người các bạn nhá. Các bạn ơi, như vậy là thử thách trốn tìm ở chợ ngày hôm nay thì không có ai là người giành chiến thắng nhá. Căn bản là tôi mạnh quá các bạn ạ. Chợ này thì nó cũng hơi bé sao ấy. Mới thằng này hôm nay nó mệt, nó không trốn được các bạn ạ. Đấy, thì nếu các bạn cảm thấy video này hay thì ký kênh, like, chia sẻ và comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Muốn em chúng tôi trốn tìm hay chơi trò gì hãy comment nhá. Một lời cảm ơn tất cả đã xem video. Xin chào. We'll be right back.